Phút bao giờ phải chụp Chưa cho nó hết. gập một chút, nên trường hợp này nó không gập được đó. Chỗ kẹt trong khớp. Thường ấy, nếu mà viên bên này là nếu mà đúng tiêu chuẩn là cái đầu này nó phải đưa này này ra này mình về, đó là đúng tiêu chuẩn. Kết luận là kết luận này là chấn thương khớp gối, vỡ mảnh chảy, chảy mảnh xương kẹt khớp. Đấy, có vài. Cháu à? Sao không nói cái này là cầu bị dư. Cầu xương này phải nói cầu xương là phải nói đến không phải là gai xương mà nói đến gì bấm bô là đôi chân cũng ché tổn thương này vừa đặc xương không khéo là vừa vừa bị AF vì vì cuộc sống đi khớp vừa vì thế này này nó tổn thương cả khớp cùng chỗ đó vấn đề các bạn tuổi này phải là cái một số nghi thức kiểm tra thêm là thuốc kháng không trộn đặc trưng cái này mô tả thay đổi đó cái này xem cái này có vấn đề gì không mình phải cái thương cháu để chết kiện nhau gãy mỏng cùng vai là cùng đòn này con hết việc rồi đây hình viên đấy nhà này được nhà một chương này đứng dưới này áp xe không phải bản chất là nó đấy nhưng mà cái này bệnh nhân này là bị bản chất của nó nhưng cái này là cái tổn thương của cái gồ máu ở đây không phải là áp xe gồ máu á áp xe đối với áp xe thì máu nó đến đây nó toàn bộ nó là hình hình máu là gì của tôi không bản chất của một cái áp xe thì không phải cái này mà cái này là theo các bạn thì máu có phải không? Máu nó phải mờ. Đúng rồi. Cái này là một cái tổn thương tăng sản gọi là bây giờ nó là bản chất của nó là gì? Nếu mà nó không phải là máu thì nó là gì? Thì mà nói là hình khuyết tăng sản này. Mơ. Mơ nó là một cái u mơ u mơ mơ nhưng mà máu và dịch áp xe nó khác cái não não này não người ngoài tinh đây cũng mơ đấy. Cái này là đầu to. To đâu? Nó đối với chị hả? Mới đả nó phải khớp các thứ thấy. Khớp thì vẫn bình thường thôi. Nó có dạng đâu to thôi. Đây đầu to thôi. Chắc đâu to rồi đây. Đầu to. Hả? Bình thường đâu, con này chụp lên. Nó là một cái mão thủy sau khớp sọ nó bị dạng. Mão thủy ai đấy? Ngơ ngơ đơ đơ đúng rồi huyền vỡ đây xẹp nhìn anh xẹp không biết xẹp gì à chưa biết xong chưa biết xong chưa biết xong anh biết L1 nhưng biết chỉ là bê tông mới thoát anh biết 1 5 4 3 2 1 1 2 quy nè ngày xương đòn phải xin lỗi
thầy đưa đến mũi nên thức nghĩ thầy đưa đến mũi thầy cô bé đâu chết sai đây ở đây à được cô lớn cô bé cái trong cô bé này à. Đây là rãnh gì ạ à? Rãnh rãnh liên bộ rãnh chắn cùng liên chắn liên chắn trong máy đây là có đầu gần à quên gạo gần gần cưới nhìn đâu thằng này biết đúng không? Mà chắc chắn thằng này biết. Này thằng này hay đọc trưởng. Thầy nổ. Thầy đưa lên mấy mục đích. Không biết. Đọc từ thầy biết hỏi thầy phẫu em. Đáng thôi á. Cái bọn này như kiểu thoái hóa khớp cổ tay. Thầy ra tìm ra. Ô cái này gầy quá, sơn non đây. Thầy cho nó này thỉnh thoảng lắm sái cho mấy nghe ngoài buồn quá con ngoài gầy á dạ gầy gập đó không cái này là bọn em giống như hổ cối đấy từ đó làm phim xong đi làm kiểu đầu trả cho thầy chị ạ vai mẹ học đặt mẫu dạ chú xong cái từ dạ cái cái câu cho nên thành cái cái câu đặt thầy ạ có mỗi 9 điểm thôi vì không thằng này không đi ngược lại quy luật thì đó là không hoàn hảo toàn trừ gì cụ à có của giải phẫu còn gầy xương rồi chưa nói mà cũng được cái là ấy cũng thỉnh thoảng nó có cái gọi là phản biện tí đừng có lau ổn rồi lì hướng một quá trình thuần hóa rồi thỉnh thoảng phải quay ngược mình lại mình đóng thể đấy mình thường nó đóng thể mình thấy đóng thể hơi ngơ ngơ tí mà cũng hay chứ nữa lên đóng một kiểu không cần được mà hôm nay thì cần bảo liên quan bắt hụt gì đó là được cân nặng táo bón giống như kiểu cái ca cái ca kia các bạn xem chưa trong trong một tấm mọc lên luôn đó cân lên gồm ngón tay gồm ngón tay em đọc tuần trước chú bị bút bán hả? Mặt sướng đặc biệt sao tận chung không? Đây là thằng phóng đó phóng đi phóng làm nổ phóng bịch ra mấy cái này lúc ấy đang gần đấy lúc ấy ai thì đánh lúc ấy đang bị đang không hẳn chị em đấy hẳn chị em giai đoạn gì mấy chuyện gì không? Trong khi trong bối cảnh trong tâm sinh lý lúc đánh ấy bị gì ức chế không phải ức chế lúc ấy là bị thằng nhỏ dậy lên đánh lung tung là vì sao nếu đang bảo là đặc xương rồi đặc cương lúc có thằng nhỏ cương lên rồi ngay thấy sau này đánh như này hẹp lại hẹo thì đặc xương mình biết là vui cho thằng em cơ rồi bắt đầu là đặc xương có từ đỉnh xương mình thế đấy lấy nẹt lên nhá lấy xương mình thêm rồi đó là đỉnh lấy cái thứ đại xương mình thêm bao đỉnh này lấy xương này nó thường nó mỏi quá đấy trục đường thẳng nó bơ lớn rồi.